Thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã triển khai toàn diện đồng bộ chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân, đạt được những hiệu quả thiết thực. Tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương ven biển, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc, tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho vùng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Mỗi khi nhận nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cùng nhau trao đổi nội dung, phương pháp chuẩn bị nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện nhất. Cùng với đó chuẩn bị đầy đủ tài liệu tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn khai thác hải sản bền vững, chống khai thác IUU, các chính sách của đảng, pháp luật nhà nước. Bộ tài liệu được biên soạn dưới dạng hỏi đáp, giúp bà con dễ nhớ và thực hiện. Với Trung úy Cao Đăng Trung, chính trị viên tàu Cảnh sát Biển 4031, việc nghiên cứu tài liệu, tìm phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng là một trong những yêu cầu quan trọng trước khi thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi, những người trong tổ tuyên truyền đã tiến hành nghiên cứu để chắt lọc ra những hệ thống văn bản. Sau đó, chúng tôi tiến hành soạn thảo ra những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất, mang tính khái quát cao để cho bà con ngư dân dễ hiểu. Chúng tôi đã tiến hành trao đổi rất nhiều để làm sao đề ra các phương pháp cách thức trong công tác tuyên truyền. Chúng tôi chú tâm vào tuyên truyền đánh vào tâm lý của bà con ngư dân. Ở đây chúng ta sẽ tuyên truyền rất nhiều đối tượng về các kiến thức khác nhau. Thì chúng tôi làm sao vừa trực tiếp tuyên truyền, vừa tiến hành trao đổi mạn đàm để chúng ta có những cái thời gian để thấu hiểu bà con, cũng như là tuyên truyền bà con đánh vào tâm lý sâu rộng nhất để đạt hiệu quả cao nhất. Với phương châm phát huy sức mạnh tổng hợp trong đơn vị, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai các phương pháp phù hợp với bà con cư dân trên địa bàn. Do đó, công tác này ngày càng đạt hiệu quả, đi vào nền nếp, phát triển cả về quy mô và nội dung, lực lượng tham gia ngày càng đông đảo. Phường và thành phố cũng kết hợp với Cảnh sát Biển với các lực lượng chức năng tuyên truyền cho bà con ngư dân. Khi mà tất cả bà con ngư dân mà nghỉ chuyến biển, trước mắt là tuyên truyền cho bà con những các luật biển và những cái nghị định quy định của chính phủ hiện nay về vấn đề mà đánh bắt hải sản của Việt Nam mình. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân đã mang lại hiệu quả thực sự có hiệu quả. Trong đó thì bà con ngư dân đã nắm được những cái quy định của pháp luật về biển đảo hay là tình hình chấp hành trên biển, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay thì tình trạng đánh bắt thủy hải sản không báo cáo, không theo quy định, đó là gọi tắt là IUU, thì bà con ngư dân trên địa bàn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và trên địa bàn tỉnh chỉnh thành của đơn vị phân công thì ngày càng thực hiện có hiệu quả hơn, và việc chấp hành đó đã mang lại hiệu quả góp phần để tháo gỡ thẻ vàng của EC trong thời gian tới. Công tác tuyên truyền được tiến hành ngay trước mọi chuyến ngư dân ra khơi và khi ngư dân đang đánh bắt hải sản ở các vùng biển của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ của vùng đến từng tàu cá để cấp phát tờ rơi và trực tiếp trao đổi, hướng dẫn cho ngư dân nắm các quy định của pháp luật để ngư dân khi làm ăn trên biển kịp thời phát hiện và thông báo cho lực lượng chức năng khi có tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định. Mình đánh không có được đi qua xâm phạm nước bạn, quy định của nhà nước đưa ra thì mình chấp hành chứ không có đi qua xâm phạm nước bạn. Đề nghị yêu cầu nhà nước chính phủ làm mạnh cái chương trình là xâm phạm nước bạn. Tại vì những người mà không đi thì nó bị dính líu. Tại vì tụi em không đi qua cái dòng bản biển của nước bạn mà tụi em là bị dính líu mấy người đi qua đó, là con cá tụi em mính nó không có được cái giá cả để thu hoạch bán, nó không đạt được kết quả. Với những người lính cảnh sát biển, nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ cư dân trong khó khăn hoạn nạn khi làm ăn trên biển được xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Do vậy, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, thời tiết khó khăn, mưa bão hay ở vùng biển xa, các lực lượng và phương tiện của vùng luôn có mặt kịp thời, động viên và giúp đỡ bà con cư dân gặp khó khăn khi làm ăn trên biển.
Chính điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Đi bây giờ đi cũng lâu lắm, đi cũng 3 tháng lẻ thì mới có vô bờ. Thì cũng có nhiều khi cũng khó khăn, nhiều khi mấy ảnh cũng có đến đặng nhiều khi giúp đỡ mình, hỏi thăm lo mình đồ gì đó. Nhiều khi cũng chỉ, nhiều khi mấy cái chỗ nào mình không có biết cái biên bọng rồi đó, mấy ảnh cũng nhắc nhở mình cho mình hay chỗ đó là biên của nước ngoài vậy đó. Có mấy ảnh ở đây nói chung nó cũng đỡ anh em con cái, nhiều khi tàu lạ đồ nó có lợi gần thì mấy ảnh cũng chạy gian đuổi rồi tiếp mình vậy đó, mình cũng yên tâm mình làm bên nước mình. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã cùng với lại cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm làm tốt công tác dân vận trên địa bàn, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng cờ tổ quốc, tặng áo phao và các cái tủ thuốc cá nhân cho bà con ngư dân. Qua các cái hoạt động trên đã để lại cái ấn tượng sâu sắc và sức lan tỏa lớn trong lòng bà con nhân dân cũng như chính quyền địa phương. Với phương châm mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển là một tuyên truyền viên pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã huy động toàn lực cho công tác tuyên truyền. Từ sự kiên trì, nỗ lực của cán bộ chiến sĩ vùng và các lực lượng trong công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo. Tích cực hợp tác cung cấp cho Bộ Tư lệnh Vùng hàng trăm tin báo có giá trị về tình hình tội phạm, những vi phạm trên biển. Cái chương trình cảnh sát biển đồng hành nhân dân nó hết sức là quan trọng. Nó góp phần để cùng với Bộ Tư lệnh Vùng trong cái triển khai các cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Hồ Thuốc. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng vẫn xác định là sẽ triển khai công tác dân vận một cách đồng bộ, hiệu quả. Trong đó thì chú trọng là triển khai hoạt động là chương trình cảnh sát biển đồng hành ngư dân. Trọng tâm chúng tôi sẽ thực hiện hiệu quả hơn nữa về cái công tác tuyên truyền và cái công tác an sinh xã hội cho bà con ngư dân có một cuộc sống ổn định để cũng như sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cùng với lực lượng cảnh sát biển để cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân trên biển an toàn, đúng quy định pháp luật, những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 3 đã và đang đem lại nhiều tín hiệu tích cực, để bảo ngư dân vừa làm tốt hoạt động khai thác, đánh bắt trên biển, vừa tích cực thực hiện vai trò là một chiến sĩ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.